có class, ta phải có cái đối tượng, hiểu không ạ? Đấy, cái đối tượng chính là các cái đối tượng thực trong cuộc sống, ví dụ như là cái máy tính, con vật, có thể cái bàn ghế hay xe hơi, hình nhà, hay là bất kỳ một cái sự vật hiện tượng nào, thậm chí là một khái niệm, ví dụ như là hình tròn, hình vuông, cũng là một cái object, một cái đối tượng trong cuộc sống. Thì vấn đề là cái lập trình hướng đối tượng là người ta đi quản lý các đối tượng này, xây dựng cái chương trình dựa trên các đối tượng, hiểu không ạ? Dựa trên các đối tượng. Thì một đối tượng thì nó bao gồm hai thành phần, đó là đặc điểm và hành vi, đúng không ạ? Đặc điểm và hành vi. Ví dụ như xe hơi thì có đặc điểm là hãng sản xuất, model, năm, rồi màu, rồi thậm chí cả giá, vân vân, đúng không ạ? Còn hành vi thì nó những cái hành động liên quan đến đối tượng đấy, như khởi động, dừng, phanh hay bật gạt nước, vân vân. Đấy. Ví dụ như hình tròn thì đặc điểm là gì ạ? Hình tròn, cái bán kính, đúng không? Bán kính hình tròn thì ví dụ như hình tròn bán kính 5 cm, hình tròn bán kính 10 cm, đúng không? Khác nhau, được chưa? Thì cái đặc điểm của hình tròn nó là bán kính, đúng không? Còn hành vi của nó sẽ là tính diện tích hoặc là tính chu vi, có cái hành động trong đấy, tức là cái hành vi, tức là phải có cái động từ là tính cái gì đó, hiểu không ạ? Đấy. Thì cứ mỗi một cái đối tượng thì gồm đặc điểm và hành vi, ta gọi là property và method. Và lưu ý là đặc điểm và hành vi này chỉ gắn với đối tượng thôi, đúng không ạ? Ok. Rồi từ đó ta mới có cái class, từ object ta mới có class. Nghĩa là những cái object mà tương tự nhau, giống nhau, ta gom lại thành một class. Ok. Đấy. Và class này nó chỉ là cái định nghĩa thôi, cái khai báo thôi. Được chưa? Cái khai báo thôi. Ví dụ tôi khai báo một cái lớp xe hơi gồm hãng gì, hãng, model, năm, sản xuất, màu. Nhưng nếu tôi nói là tôi có một cái xe hơi, một cái đối tượng xe hơi, thì phải cụ thể là cái xe hơi nào, màu gì, hãng gì, ví dụ Toyota, model là gì đó, và năm là năm bao nhiêu, sản xuất năm bao nhiêu, và màu là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, phải cụ thể, hiểu không ạ? Tức là một đối tượng nó phải là có thật. Còn class chẳng qua nó là gì đấy ạ? Nó là cái mẫu thôi, cái khai báo thôi. Ok, khai báo để quản lý thôi. Về bản chất thì cái class nó giống như là cái kiểu dữ liệu. Còn cái object nó là biến. Mà khi biến đấy, ta làm việc không làm việc trên kiểu, mà ta luôn luôn làm việc trên biến, hiểu không ạ? Đấy. Hoặc ta lấy một cái ví dụ về cái class và object như sau. Ví dụ ta có một cái khuôn, class giống như cái khuôn bánh, đúng không? Bánh trung thu chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cái khuôn bánh ta có sử dụng được không? Có ăn được không? Không, đúng không? Đúng không ạ? Ta phải làm thành cái bánh, ta phải cho nhân vào, đúng không? Ta phải cho... ví dụ nhân gì, ví dụ nhân thập cẩm hay cái gì đó, thì cái đấy chính là cái thuộc tính, đúng không ạ? Và hành động là nướng, người ta bánh nướng hay là bánh dẻo hấp hay cái gì đó, được chưa? Thì cái class chính là cái khuôn, còn object chính là từng cái bánh mà các bạn nhìn thấy được, cầm nắm được. Thì cái phải cụ thể thì mới là object. Còn cái mà trừu tượng, cái mà ta chưa thể làm gì được trên nó, chưa thể thao tác được trên đó, thì cái đấy là class. Và ta có một khái niệm là như này: object là một thể hiện của class, hiểu không ạ? Đấy, object là một thể hiện của class. Tức là ta có class rồi, muốn khai báo object thì nó phải là cụ thể, đúng không? Đấy. Bây giờ ta ví dụ cô lấy một cái đối tượng là sinh viên, đúng không? Sinh viên Apply chẳng hạn, được chưa? Thì ta phải phân biệt, ta phải xem sinh viên Apply gồm những cái thuộc tính và phương thức gì, đúng không? Và các bạn nhìn lại cái thiết kế này nhé. Đây,
Các bạn nhìn lại cái thiết kế này. Giả sử đây là một cái op, một cái đối tượng là nhân viên, cô đổi nhân viên thành sinh viên để cô làm cho dễ, để các bạn không cheating, đúng không? Thì các bạn phải phân biệt, các bạn phải xét xem thứ nhất là cái đối tượng đấy gồm những thuộc tính gì, đúng không? Và những phương thức gì. Được chưa? Ok. Đó. Sau đó nếu nói đến cụ thể object thì ta biết là nhân viên, mã là NV bao nhiêu đó, tên là Nguyễn Văn A, lương là ví dụ 1.000 đô trên một tháng, ví dụ như thế. Thì cái đấy là cụ thể rồi. Tôi cụ thể anh Nguyễn Văn A rồi. Thì anh đấy là object, hiểu không ạ? Còn nhân viên này chỉ là gì đấy ạ? Cái class thôi, đúng không? Rồi bây giờ ta xem cách khai báo nha. Các bạn nhìn nào, ta xem cách khai báo. Ta vào code để tạo một class. Cú pháp của nó như sau, ta phải hiểu. Thứ nhất là cú pháp tạo class, cú pháp sẽ là public new. Ta new một class ở đây, cô để là sinh viên, sinh viên poly đi ha. Ok. Cú pháp để tạo class là public class sinh viên poly. Thì cái tên sinh viên poly là tên class. Thông thường tên class là danh từ và chữ cái đầu tiên viết hoa khi các bạn đặt tên. Đồng ý không? Hả? À, ký tự không được số hả? À, ship gạch được nhưng không nên. Không nên. Ừ? À, cái ship gạch đằng trước này hả? Trong nào? Được chứ? Đấy hả? Như này hả? Được, được hết. Ừ. Không phải bắt buộc, đó là nên. Người ta có cái quy ước thông thường. Cái này hoàn toàn được nhá, ship gạch thì dễ, ship gạch hoàn toàn được. Rồi, nên. Và lưu ý nữa nè, tên file và tên cái class mà có cái public ấy là phải giống nhau. Một cái file nó chỉ có một class là public thôi. Có thể có nhiều class khác, nhưng tên của cái public và tên file phải trùng nhau. Đây sinh viên poly thì ngoài này cũng phải là sinh viên poly chấm ra Java. Ok. Nó phải trùng, không trùng nó bỏ lỗi. Bây giờ ta mới khởi tạo phương thức và thuộc tính. Giả sử sinh viên poly ta có, đầu tiên là mã sinh viên, đúng không? Đây là thuộc tính. Với lại là dữ liệu. Các bạn lưu ý là dữ liệu không để public, để private nhá. Private mã kiểu gì ạ? Kiểu string, mã sinh viên SV. Rồi lại một cái nữa, khi khởi tạo biến, ký từ đầu tiên không nên viết hoa, viết thường. Còn nhiều nơi các bạn còn có để, nếu như local, biến local các bạn để ship gạch ở trước để phân biệt. Biến này là biến class, không phải là local. Nhưng mà có nhiều biến các bạn để cái ship gạch để phân biệt nữa ha. Private string, tên sinh viên, đúng không? Ok. Rồi gì nữa ạ? Lớp private string lớp SV. Và cô để đây thôi. Ngành nữa, cô thêm cái ngành nữa. Private string ngành. Thì chỗ này cô để in đi, để cô cho các bạn nhiều kiểu dữ liệu, các bạn cho phong phú, đúng không? Cái này string hết thì nó giống nhau, cô để rồi. Thì bốn cái biến này để private, cái private cô khoan đã nói ha, cô nói sau. Thì bây giờ đây, cái là bốn thuộc tính. Bây giờ ta sẽ tạo phương thức và thuộc tính để ta truy xuất vào nó, đúng không ạ? Thì ở đây ta có cái phương thức là xuất thông tin, đúng không? Xuất thông tin. Ok. Cô sẽ làm cái phương thức là xuất thông tin. Các bạn nhìn ạ, public void xuất thông tin. Nhìn cách cô đặt tên nhé. Xuất là động từ,
số thông tin là một đồng tử, đúng không ạ? Ký tự đầu cũng viết thường. Đấy, thông thường là như thế. Và các ký tự tiếp theo, các từ tiếp theo thì cứ đầu mỗi từ các bạn để gì đấy ạ? Viết hoa để phân biệt. À, một số quy ước các này không bắt buộc, nhưng các bạn nên làm như vậy để sau này các bạn có một cái quy tắc dành cho mình, cái quy ước riêng. Và tên thì nên mang tính mô tả, tức là dễ hiểu, dễ nhớ và mang tính mô tả. Ví dụ như họ tên thì đặt là họ tên, không đặt ABC, hiểu không ạ? Không đặt A1, A2, A3, hiểu không? T1, T2, T3 không đặt như thế. Đặt như thế là ta không biết cái biến này để làm gì. Sau đấy các bạn sẽ không biết là mình đang viết gì luôn, đúng không? Ok, tiếp tục nhá. Rồi, xuất thông tin thì ta chỉ show mấy cái dữ liệu này ra thôi. Và lưu ý nè, các bạn đang bị nhầm lẫn giữa khởi tạo cái object. Nhiều bạn là xuất thông tin các bạn cũng đưa để là sinh viên, đúng không? Play.new khởi tạo object ở đấy là sai. Cái method xuất thông tin và các cái biến này nè, nó đều là cái thành phần, cái member của sinh viên Poly. Thành ra nó truy xuất một cách bình thường. Mặc dù anh này để private, nhưng mà các thành phần trong đều nhìn thấy, thì truy xuất một cách bình thường. Vậy tôi xuất ra như sau. Thế System.out.print. À, xuất ra cái đầu tiên đi ha. Cô xuất ra là cái dấu gạch ngang để các bạn biết là sinh viên thứ mấy. Ok, gạch ngang lại tôi nhìn cho dễ. Thứ hai là system.out.print line. Print line ha. Để các bạn để là mã sinh viên cộng mã, mã hoặc dit chấm mã. Ok. Đấy, à mã SV, xin lỗi. Rồi, tương tự system out print xuất ra tên lớp ngành, đồng ý không? Mã sinh viên, tên sinh viên, lớp, không có lớp sinh viên nhé, chỉ có lớp thôi. Và cái này là ngành. Thế các bạn đổi cái này thôi. Đến lớp, sao lớp SV, lớp thôi. Nhầm ha. Cái này cô tạo cái lớp thôi. Cái này là ngành. Được chưa? Hàm xuất thế là xong. Ok. Rồi. À, có một cái method nữa mà các bạn bắt buộc phải tính, đó là để tính điểm trung bình của sinh viên. Được chưa? Tính điểm trung bình của sinh viên. Thì cái method này là các đã sinh viên là phải có điểm trung bình. Đồng ý không? Đấy, thì method này bắt buộc phải có. Thì điểm thì kiểu là kiểu điểm nó sẽ kiểu double, đúng không ạ? Thì ta có cái ta viết một cái hàm nữa. Public double, trả về double, tính điểm. À, nhưng vấn đề là bây giờ ta có điểm chưa? Chưa. Lấy điểm đâu mà tính, đúng không? Cô sẽ để tạm thời return 0 ở đây để nó khỏi lỗi. Đấy là cái mẹo ha. Để nó khỏi lỗi tôi tạm thời return 0 đã. Ha, cái hàm này có lỗi không? Không, bình thường, không ảnh hưởng. Rồi, vậy cái method của ta, ta nhìn nè, cái phương thức, cái class sinh viên của ta gồm 4 cái thuộc tính, 2 cái method. Method là do mình, hiểu đúng không ạ? Thuộc tính hay là method là do người quản lý. Ví dụ như bây giờ các bạn là người lập trình, các bạn sẽ hỏi cái người mà người ta muốn làm phần mềm này nè, các bạn hỏi là bây giờ muốn quản lý sinh viên, các bạn quản lý cái gì? Thì cái người mà muốn làm phần mềm ý, cái người sử dụng ấy, người ta nói là tôi muốn quản lý mã, tên, lớp, ngành, địa chỉ hay cái gì đó. Thì các bạn phải ghi nhận lại, họ muốn quản lý bao nhiêu thuộc tính, các bạn phải ghi đủ thuộc tính. Tùy. Còn cái này là cái cô làm demo thôi, cô chỉ giới hạn có 4 thuộc tính thôi. Nhưng, ví dụ các bạn làm việc với trường Apple Hồ Chí Minh, các bạn bây giờ em sẽ làm cho trường một cái phần mềm quản lý sinh viên. Thì bây giờ cái đối tượng sinh viên của trường mình quản lý những cái thuộc tính gì? Thì các bạn sẽ thấy nhiều lắm, đúng không? Email, Facebook có luôn, đúng không? Email, rồi gì nữa? Số điện thoại,
rồi ngày sinh, đúng không? Nhiều vô cùng luôn, đúng ạ. Nhưng mà bởi vì mình đang làm demo, mình làm ít thôi. Ok. Còn thuộc tính là phải tùy thuộc vào đơn vị người ta quản lý, hiểu không ạ? Mỗi trường quản lý một kiểu, đồng ý không? Mỗi trường quản lý một kiểu. Đấy. Và cái phương thức này cũng thế, ngoài việc tính điểm, người ta còn muốn các thông tin khác nữa. Người ta muốn tính cái khác nữa, tính xem anh học ở đây bao nhiêu năm, hay là đếm cái gì đó. Rất là nhiều cái phương thức để làm việc với sinh viên, đúng không ạ? Thì bây giờ ta chỉ làm hai cái phương thức thôi, tính điểm và xuất thông tin, được chưa? Đấy. Giả sử nhé, ta có một cái điểm nữa, ví dụ điểm lý thuyết và điểm thực hành, ta hoàn toàn khai báo ở đây. Nhưng cái mục tiêu của cô quản lý là cô muốn là tôi sẽ có thêm sinh viên poly nhưng mà học ngành khác nữa, muốn làm cái kế thừa ở đây. Thành ra cô tạm thời làm cái này đã, được chưa? Rồi các bạn nhìn tiếp nè, cô mới chỉ có nhập thông tin thôi, chưa có xuất thông tin, đúng không? Có nhập thông tin thôi, chưa có xuất, được chưa? À, có xuất thôi, chưa có nhập. Bởi vì sao? Bởi vì cái này để private thì các bạn không thể nào nhập thông tin được. Các bạn thử test nha. Cô tạo một cái method class để test chương trình. Class. Cô tạo một cái class tên là chương trình. Chương trình. Trong này cô để public static với main. Bây giờ để test chương trình thì cô phải làm như sau. Khai báo gì đấy? Object. Đấy. Cái này class thôi, nó chưa làm gì cả. Nó giống như là một cái định nghĩa thôi, hiểu không ạ? Định nghĩa kiểu dữ liệu thôi. Bây giờ muốn thao tác, muốn làm với nó thì ta phải tạo object, hiểu không? Phải tạo object sinh viên, được chưa? Ví dụ tôi lấy bản Phương, SCV Phương, bản Phương. Đây, thì cô sẽ phải tạo object cụ thể như sau. À, sinh viên poly. Cú pháp của nó sẽ là sinh viên poly, xong để tên object SV Phương, ok. Bằng new sinh viên poly. Đây. Cái đầu tiên này nè. Cái này chính là cái tên class. Cái này chính là contract. Contractor. Ok. Và bây giờ cô muốn contractor này được gọi là contractor không đối số. Tại sao contractor không đối số? Những cái contract, khi các bạn tạo class, các bạn sẽ không nhìn thấy cái contractor ở đây. Tức là các bạn chưa khai báo contractor. Thì class này nó sẽ có một cái contractor ngầm đỉnh, gọi là default contractor. Contractor ngầm đỉnh có đặc điểm như sau. Tên contractor trùng với tên của class, và nó không có đối số cũng như không có nội dung, hiểu không ạ? Có nghĩa là nó tương tự như thế này. Public sinh viên poly. Đây. Không đối số, không có nội dung thì nó không có làm gì hết, chỉ là cái hàm để dừng để ta tạo object thôi, nó không có ý nghĩa, hiểu không ạ? Nó không để làm gì cả. Vậy tóm lại là ta muốn nhập hay là gì đó thì ta phải nhập thông qua sinh viên Phương chấm. Bây giờ tôi lấy cái dấu chấm để truy xuất vào thành phần, vào thành phần của class đấy. Ví dụ như khi này tôi có mã sinh viên. À, tôi truy xuất vào thành phần mã sinh viên. Thì cái mã sinh viên hiện tại cô đang để private. À, nó để private, cho nên các bạn không thể truy xuất bằng một cái class khác được, hiểu không ạ? Thì bởi vì cái dữ liệu để private muốn truy xuất thì các bạn phải truy xuất thông qua một method hoặc cái gì đó. Thì thông thường ta sẽ làm cái method là getter setter. Get là để lấy, để nhận, set là để gán. Ok. Đấy, nhưng mà cũng có một cách khác, các bạn dùng cái constructor để truyền, hoặc dùng một cái hàm để nhập, hiểu không ạ? Dùng cái method để nhập. Có nhiều cách, một là dùng getter setter, hai là tạo constructor. Tạo constructor có đối số. Constructor. Constructor chứ không phải contractor đâu nhé. Có đối số. Constructor. Đúng không ạ? Cái trên là không có đối số.
cái dưới là có đối số. Cách thứ ba là tạo phương thức nhập, nhập thông tin. Có xuất thông tin thì phải có nhập thông tin. Đấy, có nhiều cách. Và cách nữa là tạo getter setter method, phương thức getter setter, nhập và xuất, đúng không? Set là gán, là nhập, get là lấy, là xuất ra, đúng không ạ? Lấy dữ liệu, get, setter, getter. Thì ba cách này đều được, dùng một trong ba cách này đều được ha. Cô nói luôn là dùng một trong ba cách đều được nhé. Đấy, dùng cả luôn ba cách cũng được luôn, nhưng mà nó dư, tùy. Bây giờ cô dùng cách thứ nhất theo cái yêu cầu về toán, tạo constructor có đối số, thấy không? Thấy không ạ? Cô làm cái này là đi sát với cái assignment các bạn luôn nhá, đi sát luôn với assignment. Tức là bây giờ nó không có getter setter, nhưng ở đây nó có một cái constructor có đối số. Bây giờ cô sẽ tạo constructor có đối số. Public, sinh viên, poly. Có mấy đối số phải truyền vào? 4 đối số, chính xác. Integer mã, string tên, string lớp, string ngành. Đấy, phải ghi rõ ra. Sao để các bạn gán vào đây? Hả? À, không cần giống, đúng rồi, không rồi. Ta có đi hai cái đấy khác nhau. Mã sinh viên sẽ gán bằng mã, không cần giống, tại vì hai cái này hai phạm vi khác nhau. Cái này là cục bộ, cái này gọi là tham số hình thức. Cái này chỉ có phạm vi trong cái method này thôi. Ra khỏi method nó không có ý nghĩa nữa, hiểu không ạ? Nó chỉ có phạm vi trong cái method này thôi. Dit chấm tên SV sẽ bằng tên, dit chấm lớp sẽ bằng lớp, dit chấm ngành sẽ bằng ngành. Rồi, cô sẽ nói về việc giống và không giống. Nếu không giống thì không sao, nếu mà giống thì bắt buộc phải có từ khóa dit để nó phân biệt được cái biến của class và biến cục bộ. Nếu không có thì nó hiểu đây là biến cục bộ luôn, hiểu không ạ? Đấy, nó gán vô biến cục bộ, nó vô nghĩa. Cho nên nó có cái cảnh báo vậy đó, màu vàng vàng đó. Vàng vàng là cảnh báo ha. Nếu mà nó giống thì các bạn phải thêm dit để phân biệt hai cái biến với nhau. Nhưng không giống thì không cần, không cần cái dit cùng nó cũng ok. Thấy vẫn màu xanh không? Thấy vẫn màu xanh không? Thấy không ạ? Đấy. Nhưng mà theo thông lệ thì cứ để dit đi cho nó giống nhau, cho nó yên tâm, hiểu không ạ? Đấy, ok. Vậy thôi các bạn, đây là tôi tạo constructor. Tạo constructor. Rồi bây giờ tôi dùng nhé. Để nhập vào thì tôi, à, tại sao bị lỗi biết không? Khi cô tạo constructor đối, có đối số, thì constructor không đối số này nó bị mất đi, nó không tự sinh nữa. Và khi mất đi mà muốn dùng á, thì ta phải khai báo nó ra, hiểu không? Muốn dùng phải viết lại. Thì bên này nó hết lỗi, lưu bên này lại, bên này hết lỗi, thấy không ạ? Nhưng mà trong cái thiết kế của ta không có constructor này, cho nên ta sẽ bỏ, không khai báo constructor này. Trong thiết kế không có, đúng không? Bỏ thì đương nhiên đây là bị lỗi. Và bây giờ tránh bị lỗi ta làm sao? Ta phải truyền đối số vào, đúng không? À, ta truyền mã, truyền tên, truyền lớp, truyền ngành vào. Nhưng bốn cái biến này có chưa? Chưa có thích nhập vào cho nó có, đúng không? Khai báo biến và nhập vào để nó có, đúng không? Ta vào khai báo biến và nhập vào ở trên. Trước khi gọi nó thì phải khai báo biến và nhập dữ liệu trước, rồi mới gọi nó thì ta nhập ở trên. System.out.print line, nhập thông tin sinh viên chấm. Rồi ta có là system, nhập thì phải có cái scan, đúng không? SC bằng new scanner
System.in. Cái scan các bạn phải import nó nhé các bạn. Cái class scan vô, cái gói package của nó, các bạn gói trong nó nằm trong package YouTube. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục nhập hàng. System.out.print. Ok. Đấy. Nhập mã. Đúng rồi. Integer mã bằng sc chấm gì á? Naked. Thấy chỗ này hết lỗi chưa? Hết nha. Tiếp tục nhập gì? À, nhập tên. String tên gắn bằng sc chấm next. Neckline. Hết lỗi, đúng không? Đấy, đơn giản vô cùng luôn. À, cái đấy cô đang định nói. Lớp. Đấy, cái này ngành. Được chưa? Cái này sẽ là lớp. Cái này là ngành. Hết lỗi chưa? Hết lỗi chưa? Rồi, nhập xong rồi, bây giờ xuất thì ta chỉ cần gọi sv phương chấm xuất thôi là xong. Thấy không? Rất đơn giản. Hiểu logic chưa? Muốn dùng nó thì ta không dùng được sinh viên Poly đâu. Ta phải tạo một cái object. Mà object thì phải tạo có constructor. Thì tùy thuộc vào constructor. Tùy thuộc vào bên này nó có constructor nào. Ok. Được chưa? Rồi bây giờ ta chạy thử cái này nha. Đấy. Nhập mã. Ví dụ cô để là 1. Nó bị nhảy đúng không? Thông thường nó sẽ bị nhảy sau khi nhập số. Ok. Lý do là ở trong bộ đệm sau khi nhập số enter cái trong bộ đệm nó dư mất cái dấu enter của cái nhập integer á. Khi nhập đến neckline cái là nó nhận luôn cái dấu enter đấy, nó kết thúc dòng luôn. Tại vì dấu enter là kết thúc dòng khi các bạn nhập chuỗi mà. Nó kết thúc luôn. Hiểu ý không ạ? Đấy, riêng với nhập chuỗi thì phải làm sạch bộ đệm. Có nhiều cách làm sạch bộ đệm, đây là một cách. Một, đưa vào đầu. Ha. Tao mới nó new nó thì đương nhiên nó là mới rồi. Ok. Nhưng tất nhiên là hạn chế, người ta không hay dùng đâu, nhưng mà hạn chế, nhưng mà phải có cái cách để xử lý như thế. Ok. Ví dụ như 1 hết lỗi. Nguyễn Văn Phương. À, nhập cho anh Phương. PT 12202 ngành mobile. Xuất ra. Đúng chưa? Dấu gạch chân là gạch ngang là xuất ra thông tin. Ok. Xong chưa? Rồi. Đó là xong cái phần cô nhập và xuất. Cái này cô làm đơn giản thôi. Nhưng bây giờ cô muốn quản lý không chỉ có sinh viên chung chung mà cô quản lý tách riêng ra sinh viên mobile và sinh viên gì đấy ạ? Ứng dụng phần mềm, sinh viên web, đúng không? Thì bây giờ cô sẽ, cái sinh viên, các sinh viên nó đều giống nhau cái phần này. Nó chỉ khác nhau cái gì đấy ạ? Cái điểm thôi. Đúng không? Có sinh viên có 2 con điểm, có sinh viên có tận 3 con điểm cơ. Đúng không? Thì giả sử như sinh viên mobile, cô sẽ tạo, cô sẽ tận dụng cái lớp sinh viên này, cô không tạo lại, không tách riêng ra, mà cô sẽ tận dụng cái sinh viên Poly này. Cô sẽ tạo thêm một cái sinh viên mobile nữa, kế thừa sinh viên Poly. Có nghĩa là các cái, những cái trước các ta, cái chung các là ta làm rồi thì ta sẽ không làm lại nữa. Đúng ạ? Và cách làm như sau. Cô sẽ tạo một cái class tên là sinh viên mobile. Ok, finish. Và trong sinh viên mobile bây giờ cô chỉ cần thêm nữa thôi. Đó là điểm Android public. À xin lỗi, điểm cô để private. Double điểm Android private. Double điểm Java. Ok. Đấy. Và private double điểm
Web mobile, đúng không? Web mobile riêng đúng không? À, hoặc là điểm đa nền tảng đi, DNT đi, đa nền tảng đi ha. Ok. Đấy, ta có 3 con điểm, được chưa? Rồi, cô sẽ có một cái sinh viên nữa, đó là sinh viên gì ạ? À? Sinh viên ứng dụng phần mềm hay là web đi. Sinh viên web. Cô có 2 điểm thôi. Đó là private double điểm web. Private double điểm Photoshop. Dù vậy giả sử đấy, tại vì là làm web thì phải thiết kế Photoshop, ví dụ như vậy. Ví dụ thôi để khác nhỉ. Ok. Và ba anh này, hai anh này đều có cái đặc điểm chung. Đặc điểm chung là 4 cái này. Thứ hai nữa, anh ta cũng phải xuất thông tin, anh ta vẫn phải tính điểm, đúng không? À, bây giờ cô sẽ như sau. Bình thường ta sẽ làm như sau. Public void double tính điểm, chưa? Return điểm Android cộng điểm Java cộng điểm đa nền tảng. Chia cho mấy ạ? Chia cho 3. Và anh kia cũng có, anh này cũng phải có, đúng không? Anh này cũng phải có, nhưng chỉ có điểm web và điểm gì ạ? Photoshop. Chia 2. Đây, 2 cũng có, cũng có xuất thông tin, cũng y chang như vậy, đúng ạ? Rồi, vậy bây giờ vấn đề ở chỗ là làm sao mà tôi lấy được mấy, có y chang cái này mà làm sao tôi có thể lấy được mấy cái này? Thì có một cách là ta cho hai anh này kế thừa anh này. Tức là sinh viên mobile kế thừa sinh viên poly thì có quyền sử dụng các cái tài nguyên của sinh viên poly, các thành phần của sinh viên poly. Tất nhiên những thành phần đấy trừ cái private ra, nghĩa là nó có thể kế thừa, có thể sử dụng cái này, có thể sử dụng, có thể sử dụng những cái khác. Đồng ý không? Hiểu không ạ? Đấy. Và bây giờ cô để kế thừa, ta có cú pháp như sau. Extend. Extend. À, sinh viên poly. Chưa? Và ở đây nó có một cái lỗi, tức là lỗi về constructor. Lý do lỗi như sau. Lý do lỗi như sau. Bình thường nếu như ở đây có một constructor không đối số, bên này mà không khởi tạo constructor cũng có một constructor không đối số, đồng ý không? Thì nó sẽ tự động, nó sẽ sử dụng constructor không đối số của cha. Nhưng vì cha chỉ có một constructor có đối số thôi, cho nên bắt buộc con phải tạo một constructor, và constructor đấy phải sử dụng constructor có đối số này. Hiểu ý không ạ? Thế bây giờ nếu để khỏi hết lỗi thì ta chỉ cần gì đây ạ? Tạo một constructor public sinh viên mobile có hay không có đối số cô chưa biết, nhưng trong cái sinh viên mobile này nè, phải gọi đến cái constructor của cha. Cú pháp gọi đến constructor của cha đó là super, truyền đối số vô. Ta có mấy đối số hả? Mã, tên, lớp, ngành. 4 cái này có chưa? Chưa có, đúng không? Tôi mới viết vô thôi, còn cái này phải truyền vô mà. Thì cô sẽ làm như sau. Truyền vô ha. Đầu tiên là tôi truyền integer mã đã, string tên đã,
Rồi, string lớp. Hết lỗi chưa? String ngành. Rồi, truyền nốt cái này. Cô biết rồi. Và 3 điểm này cô vẫn phải truyền vào đúng không? Hiểu không? Tại vì các bạn phải truyền từ ngoài vào chứ, không làm sao mà nhập, nó để private mà. Cũng giống như cái này, nó để private thì phải truyền vào nó mới có. Không truyền vào thì đâu có được, đúng không? À, tôi truyền nốt hai anh này vào. Double Android, Double Java, Double đa nền tảng. Ok. Và tôi gán vào. Cái này enter cho nó xuống dòng nhìn cho dễ ha. Cái này là của cái dòng trên nhé. Cô gán tiếp này nhìn nào. Dit chấm điểm Android. À, thiếu một chữ D đúng không? Demo. Gán bằng Android. Dit chấm điểm Java. Bằng Java. Dit chấm điểm đa nền tảng, gán bằng đa nền tảng. Có hiểu không nhỉ? Có hiểu không nhỉ? Hiểu không? Chỗ này. Tại sao lại có cái khúc này? Tại sao lại có super? Nhìn nhé. Bình thường tôi truyền từ ngoài đổ số vào đúng không? Thì tôi gán lại cho các biến đúng không? Đồng ý chưa? Rồi. Bên này tương tự. Tôi truyền 3 đối số này vào thì tôi gán lại cho các biến của nó đúng không? Thì cái việc gán lại các biến nó là cái dòng này. Hiểu không? Cái dòng dict.android bằng android có phải gán dữ liệu vào cho biến của cái class hiện tại không? Sinh viên mobile nè. Hiểu không? Thì có phải là 3 biến này private, tôi chỉ có một cách truy xuất là tôi gán từ ngoài vào. Tôi truyền từ ngoài vào. Thì tôi truyền android tôi gán ngược lại cho android, tôi truyền java tôi gán ngược lại cho java, tôi truyền cái này tôi gán ngược lại anh này. Đúng chưa? Theo thông lệ bình thường thôi, không có gì khác. Bên này cũng thế. Đúng không? Cái bên này cũng tương tự nè. Tôi truyền 4 đối số vào đúng không? Từ ngoài vào. Đồng ý không? Bây giờ tôi gán ngược lại cho các biến của tôi. Và tôi xuất nó ra màn hình bình thường. Đồng ý chưa? Nhưng cái này chỉ khác một chút xíu thôi. Đó là khác chỗ super. Còn lại những chỗ khác không có khác. Nó chỉ khác cái super thôi. Vậy cái super đây nghĩa là sao? Tôi truyền vào bằng cái mobile, xong trong mobile tôi gọi đến cái contractor của mã của cái sinh viên poly. Thì khi tôi gọi đến contractor của sinh viên poly thì nó gán lại mấy cái biến này, đồng ý không? Hiểu không ạ? Nghĩa là tôi truyền vào contractor mobile nhưng nó vừa gán vào 3 biến của nó, đồng thời nó gán luôn cả 4 biến của anh cha. Hiểu không? Gọi super này là nó gán luôn 4 biến của anh cha đúng không? Các bạn nhìn nè, cái super này là contractor của cha. Nhìn vào chương trình nhé. Thì cái đấy có phải là contractor của cái sinh viên poly không? Cũng giống nhau, cách giống nhau, chỉ khác cái từ. Cái này là sinh viên poly, ta phải nói rõ ra. Còn đây tôi chỉ dùng cái từ là super thôi, để tôi biết là tôi đang dùng contractor của cha. Vậy một lúc tôi gán vào 7 biến đúng không? Gán vào 7 biến. Hiểu không ạ? Ok, thế thôi. Xong. Bây giờ xuất thông tin. Sinh viên mobile thì nếu mà chỉ gọi xuất thông tin thì nó gọi đến cái thằng anh cha này. Thì nó chỉ có 4 cái thôi. Đúng không? Ok. Cho nên ta phải khai báo nó ra để nó xuất thêm 3 cái anh này nữa. Vậy ta xuất 3 anh này. Public void xuất thông tin. Ok. Và trường hợp mà con mà có method trùng với cha thì method con nó sẽ override method cha, ghi đề. Ok. Vậy bây giờ ta xuất ra thôi. System out. Xuất của con thôi nha, không xuất của cha. Đây. Cái này là điểm Android, đúng rồi. Cái này là Android.
xuất ra thôi, bình thường. Điểm Java. Cái này là điểm DNT ra nền tảng. Nhưng mà suất như này chỉ có được bà anh thôi, tại vì nghĩ đề cha mất rồi. Hiểu không? Nhìn nhé. Tôi gọi chương trình nè. Bây giờ tôi không gọi chương trình là sinh viên nhập 4 cái, tôi không gọi là sinh viên poly nữa, mà tôi gọi là sinh viên gì? Mobile. Và anh này cũng là sinh viên mobile. Mã tên lớp ngành thì có rồi, nó thiếu mất cái gì ạ? À? Điểm đúng không? Tôi gán tạm số 10. Anh Phương này cho 10 hết đi. Ba cái số sau tôi gán tạm là số 10, truyền đủ 7 tham số. Bây giờ tôi xuất thông tin các bạn nhìn nhé. Dù như là 1 Phương, lớp PT, ngành là mobile. Xuất ra có mấy cái thôi. Android 10, Java 10, điểm 10. Xuất ra có 3 cái à. Bây giờ muốn xuất lại hết tất cả thông tin thì làm sao? Nó ghi đề cha mất rồi. Nó ghi đề cha mất rồi thì nó không lấy ra được. Bây giờ muốn lấy ra được thì ta sẽ có cách như sau. Ta dùng cái từ khóa super ta lấy của cha. Super chấm xuất thông tin. Nghĩa là nó sẽ lấy của 4 anh này. Nó lấy của 4 anh này. Nó cộng thêm cái anh này nữa. Xong đó tất cả nó sẽ ghi đề cái thằng cũ, ghi đề cái anh cha cũ. Được không? Ok, chạy lại nha. Cũng là cái khi nãy cô không hề sửa, cô chạy lại. Ok. 1 Phương, PT 12202, ngành mobile. Khác chưa? Thấy khác không? Nó lấy luôn cha, xong nó cộng thêm một phần của con nữa. Được không? Vậy các ta thấy cái ý nghĩa của kế thừa không? Tối ưu hóa code, tức là code các bạn không cần phải viết lại nữa. Mà lấy luôn của cha, cha viết rồi con viết làm gì nữa. Và con phát triển hơn, lấy thêm cái phần của con thôi. Hiểu không? Đó là ý nghĩa của cái kế thừa đấy các bạn. Đó. Nó tối ưu hóa code, tức là nó tận dụng code. Đấy, thế thôi. Được chưa? Ok. Rồi. Còn anh này tương tự, ta có, tôi copy luôn. Tôi không viết lại nữa, nó nhiều quá. Anh này tôi copy luôn. Ctrl Z. Sửa lại anh này thôi. Bỏ cái tính điểm này đi. Đấy, cái này là sinh viên web chứ không phải là mobile. Và cái này nó không phải là 3 đối số, nó có 6 đối số, thêm 2 đối số nữa thôi. Là gì đấy ạ? À? Web. Cái này là gì? Shop đi. Photo đi. Photoshop đi. Ờ. Đấy. Đây. Mã. À cái này chưa kế thừa, phải extend đúng không? Extend. Sinh viên Poly. Đấy, điểm cái này không phải là điểm Android mà điểm gì? Web. Sẽ là web. Còn cái này là điểm gì ạ? Photo shop PTS. Cái này bỏ. Hết lỗi chưa? Dễ quá đúng không? Dễ quá. Xóa bớt đi. Cái này cô sửa lại là web. Cái này là gì? Photoshop. Ok. Xong chưa? Thấy nhanh không? Tôi viết một cái thứ hai viết rất là lẹ. Rồi. Bây giờ giả sử anh Phương, bây giờ cô không là sinh viên mobile nữa, mà cô sẽ là sinh viên gì? Web. Cái này cũng là web. Và chỗ này cô truyền vào 6 tham số thôi. Bây giờ xuất thông tin. Thấy không? Cô truyền 6 thôi. Cái nãy truyền 7, giờ truyền 6 thôi. Rồi chạy xuất thông tin.
Đấy, 1 Phương QT 12202 ngành mobile. Ra chưa? Web, Photoshop thôi. Tôi kế thừa, tôi viết rất là gọn, tôi không phải viết lại nhiều lần nữa, đúng không? Đây, đó là ý nghĩa của kế thừa nhé. Tối ưu hóa cốt, viết cốt một lần thôi. Vấn đề nữa là khi sửa những cái thông tin mà nói chung ở trong này, khi tôi sửa có một chỗ thôi, tôi không phải sửa nhiều chỗ. Anh này kế thừa thì cứ thế mà kế thừa thôi. Chứ nếu các bạn không kế thừa thì tôi sửa bên này xong tôi lại sang tôi sửa bên này nữa, tôi phải sửa hai nơi. Những cái phần chung mà giống nhau thì tôi sửa, bây giờ tôi sửa một lần thôi. Hiểu không ạ? Bây giờ tôi viết một cái xuất thông tin cái gì đấy trong này nữa thì tôi sửa một lần và bên kia tự động sẽ sửa theo. Hiểu không ạ? Gọi lại một lần, thêm một biến nữa chẳng hạn, hoặc là như nào đấy thì ta sửa đúng một lần thôi, đúng không? Hay là phương thức tính điểm. Ok rồi, một cái nữa. Bây giờ đó là xong cái phần sử dụng nhé. Bây giờ tôi nói đến cái abstract trừu tượng hóa nha. Cô chưa nói đến phần đa hình, đa hình từ từ. Bây giờ cô nói đến abstract trước. Đây, abstract để làm gì? Cô nói ví dụ anh mobile, anh kế thừa anh này, cái tính điểm này vô tình tôi quên mất cái tính điểm đi, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, đúng không? Nhưng mà cái tính điểm có cần không? Cần chứ. Anh nào cũng cần cái phần tính điểm trung bình. Mà anh này anh không quên làm, anh không làm, chương trình bị lỗi, mình đâu biết đâu, gọi tính điểm không có, đúng không? Tính điểm gọi vẫn ra, nhưng nó sẽ là gì đấy? Lấy tính điểm của anh cha cơ. Nhìn nha, nhìn nè, tôi không làm tính điểm nhưng tôi in ra điểm trung bình, đồng ý không? Anh nào cũng có điểm trung bình. System.outprint điểm trung bình. Ok, tôi gọi đến cái tính điểm. Ồ, không lỗi nha, tôi vẫn gọi, nó gọi của cha, gọi của cha. Nhìn ha các bạn. À, nó hay lắm, nó hay lắm. Tôi chưa bỏ cái này vội. Tôi gọi đến tính điểm. Anh này bên kia cũng có một tính điểm y chang. Các bạn thấy là nó không có lỗi. Mà gọi tính điểm bên kia cũng gọi được tính điểm. Tôi viết lại thôi, thấy không? Bây giờ chạy nhé. Bây giờ chạy nè. Run. Dấu 10 ha. 1 phương 1 okay. Điểm trung bình có phải là 10 không? Được chưa? Ok. Nhưng vô tình cái anh này anh không có điểm trung bình. Vô tình anh này anh quên thôi, không cố tình, anh này không cố tình. Chương trình vẫn chạy bình thường không có lỗi, nếu mà bỏ lỗi tôi biết ngay. Không bỏ lỗi thế là tôi chạy. Nhìn nha. Rõ ràng là điểm trung bình khi nãy 10 đúng không? Điểm trung bình khi nãy 10 đúng không? Giờ điểm trung bình còn không à? Chương trình chạy sai không? Chương trình chạy sai đúng không? Vì sao? Vì khi này ở bản thân cái này không có tính điểm. Tính điểm nó override của cha mà. Thì nó gọi đến tính điểm của cha. Mà tính điểm của cha return mấy? Return không mất rồi. Gọi tính điểm của cha. Nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Ví như là một cái ví dụ như này nhé. Bây giờ tôi phát cho mỗi người một cái tờ giấy. Tôi nói là các bạn hãy điền tôi cái form sở hữu lý lịch, họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, đúng không? Hiểu không ạ? Thế là tôi phát mỗi người tờ giấy. Các bạn đoán xem kết quả tôi nhận được lại là cái gì? Thông tin có giống nhau không? Không giống nhau. Người thì viết tên trước họ sau, người thì viết chứng minh nhân dân trước, chứng minh nhân dân sau, đúng không? Hiểu không ạ? Người thì thừa, người thì thiếu, đúng không? Và hỏi loạn cả lên. Và bây giờ tôi in ra một cái form, photo cho mỗi người một tờ.
tôi in sẵn mỗi người một cái form, xong yêu cầu các bạn ghi số thứ tự, họ tên, xong cái chỗ họ tên tôi bắt buộc phải ghi, hiểu không? Cái chỗ họ tên tôi bắt buộc phải ghi, thì tôi đánh dấu sao vào đấy là phải ghi. Các bạn nhìn đó là các bạn biết là phải ghi. Cái chỗ nào không phải ghi thì tôi không điền dấu sao. Hiểu ý không ạ? Thì tôi được làm cái form như tôi mong muốn, đúng không? Hiểu ý không? Đấy. Thì trong cái Java có một cái lớp gọi là lớp abstract. Hiểu ý không ạ? Có cái lớp gọi là lớp abstract. Và lớp abstract làm cái công việc giống như cô vừa nói khi nãy. Chỗ nào bắt buộc phải ghi thì tôi để nó là abstract. Ví dụ cái method tính điểm này bắt buộc phải override. Không override là lỗi ngay. Hiểu ý không? Chỗ này tôi để abstract. Và cái method abstract là method gì? Method abstract là method không có nội dung. Tôi gõ method thôi, public, các bạn ghi tôi là abstract. Không có nội dung, method abstract là method không có nội dung. Và khi method để abstract thì cái anh trên này public class cũng phải là class abstract. Hiểu ý không? Hết lỗi chưa? Hiểu ý không ạ? Vậy cái method đầu tiên là cái method abstract là cái method không có nội dung. Ok chưa ạ? Và nếu như một class mà chứa một ít nhất một method abstract thì class đấy phải là abstract. Không lỗi ngay. Hiểu không? Một class mà chứa ít nhất một cái method abstract thì class đấy phải là class abstract. Được chưa ạ? Ok. Rồi bắt đầu phát sinh lỗi nè các bạn. Lỗi tùm lum nhìn nha. Rõ ràng anh này không có method tính điểm, nó báo lỗi ngay. Nó báo phải add implement method. Nó phải add cái method này vô, tính điểm vô, thấy không? Không add là nó lỗi. Có phải bắt buộc chưa? Vậy cái chỗ nào mà mình bắt buộc phải override để mình khỏi quên, mà thiết kế hay bị quên lắm, mình làm quên tính nhiều hàm này hàm kia quên tùm lum. Vậy nó bắt buộc các bạn phải override cái hàm đấy, cái method đấy, thì cái chỗ đấy phải để abstract. Đồng ý chưa? Ok. Và bây giờ đơn giản các bạn chỉ cần copy code vào đây thôi. Xóa code cũ đi, code cũ. Đấy, không sao, code cũ để nguyên cũng được. Nhưng mà sẵn có code mới, cô copy luôn. Public class, cái này là annotation để báo các bạn biết là đây là một cái method override. Ok. Đúng chưa? Kiểu gì cũng phải bắt. Bây giờ chạy thì đương nhiên là nó không lỗi rồi. Chạy ok rồi. 1, 1, 1, 1. Điểm trung bình là 10, đồng ý hả? Rồi còn một cái nữa. Cái này thì đương nhiên nó là override. Nhìn thấy ngay là nó báo là override. Tính điểm này nó là override của thanh kia. Rồi còn một cái nữa này các bạn. Cái này thì được gọi là, tôi nói các bạn đó là cái gì đấy ạ? Tính đa hình. Đa hình, nhìn nha. Về nguyên tắc tạo cái này thì không có lỗi, nhưng nếu các bạn tạo như này thì lỗi ngay nè. Tôi tạo từ sinh viên poly. Tạo một object từ sinh viên poly, tôi để SV bằng new sinh viên poly. Truyền ba đối số mã: tên, lớp, ngành. Có được nữa không? Không được nữa. Lý do, cái class mà là abstract, class mà là abstract, bản thân nó không thể tạo cái constructor của nó. Tức là không thể khởi tạo cái constructor của nó được. Đây là khai báo thôi nha. Còn bên này là tôi đang dùng thì tôi đang khởi tạo. Không thể nào khởi tạo constructor của một lớp là abstract được. Nếu không để abstract thì không sao. Giả sử cô không để abstract thì tạo bình thường. Xóa cái anh này đi.
tạo bình thường không lỗi đúng không? Nhưng nếu các bạn để abstract thì không thể tạo constructor một cách trực tiếp như này được, lỗi ngay. Ta phải tạo từ class con, hiểu không? Và bây giờ không phải là sinh viên này nữa mà ta sẽ là sinh viên mobile chẳng hạn. 10, 9, 9, ví dụ như vậy. Đúng chưa? Cha mà tạo từ con, tạo constructor từ con, không thể nào tạo constructor của chính cái ông cha để được nữa. Rồi hoặc là cái này cô ghi là sinh viên mobile, còn sinh viên web thì ta cũng có sinh viên Holy SV web bằng new sinh viên web, mã tên lớp ngành, ví dụ như là 19. Ok, các bạn thấy không ạ? Vấn đề ở đây là cái gì? Một lớp sinh viên Poly, tôi có thể tạo constructor của con của nó mobile, hoặc là cũng sinh viên Poly, tôi tạo được constructor của con của nó, đứa con khác là web. Cái này trong Java, trong lập trình hiểu đối tượng, người ta gọi là đa hình polymorphism. Đa hình, ok, gọi là đa hình. Đa hình nghĩa là sao? Cũng là một cái sinh viên object khởi tạo từ sinh viên thôi, nhưng khi thì tạo từ constructor của một lớp này, khi thì tạo constructor của một lớp khác. Cái đấy gọi là đa hình. Mà đa hình chỉ đúng khi nào các bạn có kế thừa thôi. Thông thường kế thừa sẽ đi với đa hình. Ok, được chưa ạ? Đây, và khi tôi gọi đến cái svmobi chấm xuất thông tin thì nó sẽ xuất thông tin của mobi, và khi tôi svmobi xuất thông tin thì nó xuất thông tin sv web, chứ cũng là xuất thông tin thì xuất thông tin của anh web khác nhau, được chưa ạ? Ok, đấy, chạy thử. Một, Phương PT ngành mobile. Đấy, cái ngành này là chưa được nha. Thì khi thì tôi xuất thông tin của ngành mobile, khi tôi xuất thông tin của web, ok chưa? Cái chữ này mobile tại vì tôi nhập một chỗ, chỗ này các bạn phải nhập hai chỗ, được không ạ? Được không? Nhập hai lần thì mới được. Cái này tôi đang nhập một lần dùng chung. Rồi, đó là những kiến thức về lớp object kế thừa đa hình và abstract, được chưa?